Xin chào tất cả các khách hàng của DK Ibra Men Beauty. Và ngày hôm nay thì tôi rất là vui khi được phát live stream trực tiếp để cho mọi người có thể quan sát cái quá trình laser ở tại DK. Và chị khách hàng của chúng tôi thì vừa được chuyên gia thực hiện xong dịch vụ laser môi. Theo như tôi được biết thì cái đôi môi này chị đã phun từ rất là lâu rồi. Đó, nhưng mà ngày hôm nay thì chị đã quyết định qua DK để laser. Và bây giờ chúng ta cùng trò chuyện với chị một lát nhé. Dạ, em chào chị. Chị có thể chia sẻ cái lý do vì sao mà mình lại muốn hút cái môi cũ của mình đi không ạ? Cái môi của mình màu nó hơi già và giá nó không được mọng, không được tươi. Vâng, theo như em thấy cái hình ảnh môi trước của chị trước khi hút ý, thì là em thấy thứ nhất là cái bề mặt môi này. Như mọi người có thể thấy thì đây là cái hình ảnh môi của chị trước khi hút. Thì bề mặt môi thì mực bị bết rất là nhiều. Và ngoài ra thì mực còn bị loang lổ. Và bên cạnh đó thì cái màu mực môi của chị cũng bị xỉn này. Thậm chí là đang có cái thiên hướng là bị thâm trở lại rồi. Đó, nên cho nên là ngày hôm nay chị khách hàng của chúng tôi đã quyết định qua DK để hút cái môi cũ này đi. Và như mọi người có thể thấy thì sau khi hút xong thì cái tình trạng môi của chị đã được cải thiện rõ rệt rồi. Em xin mời chuyên gia có thể chia sẻ một vài cái điều về cái tình trạng môi sau khi hút của chị được không ạ? Cái tình trạng hiện tại của chị thì sau khi hút xong thì chị chỉ cần dưỡng thôi. Hàng ngày chị chỉ cần dưỡng thêm các loại sờ dưỡng cho da, cho mình có cần phải ăn kiêng gì không hả chị? Phải kiêng thêm gì? Vâng, thì vì là trong cái quá trình mà laser môi thì em thấy là vì có cái ánh sáng xanh tác động cho nên là máy quay không thể nào quay trực tiếp vào ấy. Thì không biết là mình đã xử lý như thế nào hả chị, và có mất nhiều thời gian không ạ? Mình đã xử lý hút môi này mất nhiều thời gian không hả chị? Không, rất là nhanh thôi, chỉ mất mấy giây thôi. Vâng ạ. Theo em được thấy thì như mọi người cũng có thể thấy đấy, thì sau khi mà chuyên gia của chúng tôi thực hiện laser thì môi của chị đã được xử lý đến 85% cái gốc mực cũ rồi. Bây giờ môi thì đã mất đi cái màu xỉn rồi. Thì không biết là môi này mình phải hút mấy lần thì mới làm được môi mới hả chị? Với cái nền mực của chị thì chỉ khoảng tầm 2 lần hết thôi. Chị ơi, trong quá trình laser môi thì chị cảm thấy thế nào? Chị có bị đau rát hay khó chịu gì không? Không em ạ, nó hơi cắn một chút thôi. Nó có khác với những cái gì mà mình tưởng tượng trước đây không ạ? Chị có sợ đau không? Không ạ. Vâng. Không đau. Dạ vâng. Rất nhẹ nhàng đúng không chị? Rất nhẹ nhàng. Vâng, thì theo như em được biết thì hôm nay là chị cũng muốn là hút lông mày của mình đi đúng không ạ? Vâng, thì cho em hỏi thăm là cái lông mày này mình làm được bao nhiêu lâu và cái tình trạng cũ nó như thế nào chị? Cái lông mày này mình làm được hơn 10 năm rồi nhưng mà nó luôn bị trổ đỏ. Và đi đến các cái trung tâm khác thì họ lại không xóa đi cho mình mà họ lại chèn mực khác vào. Thì một thời gian sau nó lại trổ đỏ. Thế này mình đã đến nhiều nơi và làm nhiều lần rồi. Nay mình quyết định mình xóa bằng laser. Vâng. Chị Giang ơi, thì cái lý do vì sao mà cái gốc mực của chúng ta lại bị trổ đỏ hả chị? Thì cái trong cái gốc mực của chị làm có chứa tạp chất, tạp chất kim loại rồi là chì các thứ, nó sẽ một thời gian ngắn thôi là sẽ bị trổ. Dạ vâng, thì bây giờ em xin mời chuyên gia thực hiện quá trình laser lông mày cho khách hàng của chúng ta ngày hôm nay nhé. Và nếu như mà các chị em thường xuyên để theo dõi những cái live stream và những cái clip laser em bắt đầu chị Lan trên fanpage thì cũng đều biết được là chúng tôi thì đang sở hữu một cái công nghệ siêu laser với con móc. Đây là cái công nghệ hàng đầu châu Âu hiện nay. Và với cái công nghệ này thì như mọi người có thể quan sát ở đây thì tia laser đi đến đâu thì chỉ tác động hút mực thôi và không hề làm ảnh hưởng đến cái vùng da và thậm chí là không hề cháy trụi một sợi lông mày nào. Đó, nhìn ta có thể thấy cái tác dụng của cái laser này quá là tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, đó mà như mọi người có thể thấy thì so sánh một bên vừa mới hút xong và một bên chưa hút thì mọi người cũng có thể cảm nhận được cái hiệu quả rõ rệt của dòng máy laser Picomax này rồi đúng không ạ? Chị ơi, thì không biết là môi thì mình thấy bình thường, mình chỉ hơi châm chích thôi, còn lông mày thì sao hả chị? Chị có bị đau không? Nó cũng thế em ạ. Nó cũng châm chích thôi đúng không ạ? Vâng, thì không biết là sau khi mà laser xong mày và môi rồi thì không biết là chị đã đăng ký để làm lại cặp lông mày mới và môi mới ở tại DK chưa hả chị? Mình đăng ký combo xóa môi mày và làm lại môi mày mới. Vâng, thì chắc chắn là mọi người đang theo dõi livestream cũng sẽ rất là mong chờ cái sản phẩm lông mày và môi cuối cùng của chị sau khi mà làm mới tại DK chị nhá.
cảm ơn những chia sẻ của chị ngày hôm nay rất là nhiều ạ. Cảm ơn em. Vâng, và hiện tại thì với cái dịch vụ laser thì DK đang áp dụng chương trình giảm 40% để hỗ trợ trong cái mùa Covid này cho tất cả các chị em muốn trải nghiệm dịch vụ tại DK. Mọi người hãy lưu ý mà gửi ngay cái tình trạng của mình qua fanpage của DK để được áp dụng giảm 40% dịch vụ laser mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào cả nhà.